Hải Triều và Thủy Tiên rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong khung giờ quen thuộc của chương trình Mua gì ở đâu, phát sóng trên kênh HTV7. Bên cạnh những thông tin ghi nhận, chương trình hôm nay cũng sẽ có sự xuất hiện của rất nhiều thiết bị mới được ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng cao của người tiêu dùng. Mời quý khán giả cùng chú ý theo dõi. Để giảm bớt chi phí đầu tư thiết bị phòng dịch cũng như hạn chế sự tiếp xúc tối đa giữa các cá nhân với nhau, một nhóm sinh viên thuộc Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh đã sáng chế thành công thiết bị đo thân nhiệt tích hợp IoT nhận diện khuôn mặt. Với thiết kế này, mỗi khi ra vào trường học, sinh viên cần phải quét mã vạch có trên thẻ sinh viên để cung cấp thông tin về thời gian ra vào. Theo đó, khi được lập trình tích hợp IoT nhận diện khuôn mặt, máy sẽ kiểm tra sự tương đồng giữa mã số sinh viên và khuôn mặt, cũng như nhắc nhở việc đeo khẩu trang bằng giọng nói. Bên cạnh đó, máy cũng có thể đo thân nhiệt tự động và cảnh báo nếu thân nhiệt cao quá mức bình thường, đồng thời cập nhật dữ liệu về thông tin người dùng và nhiệt độ qua các lần sử dụng máy. Tại đây, người dùng cũng có thể rửa tay tự động. Có thể rẻ từ 1/5, 1/10 nếu chúng ta làm một cái sản phẩm có tính phần mềm có tính năng tương tự như vậy về AI, từ nếu chúng ta mua từ nước ngoài. Cái thời gian mà xử lý tín hiệu, nó xử lý các cái chức năng nó nhanh hơn để đạt được cái hiệu quả cao nhất. Ngoài ra thì nhóm cũng có cái ý tưởng là sẽ trích xuất ra những cái mã QR code để mà làm sao chia sẻ được thông tin đến các cái đơn vị. Nếu dự án của em hoạt động ổn định thì tụi em sẽ liên hệ với các sở khoa học và công nghệ để mình có thể chuyển giao và mình có thể thực hiện là lan truyền ra tới, đặc biệt là tới các cái doanh nghiệp mà vẫn phải đang làm việc tại chỗ như là các công xưởng hoặc là các khu xí nghiệp. Đặc biệt với hệ thống trên, các dữ liệu sẽ được lưu trữ và truyền về server trung tâm. Điều này giúp cho nhân viên y tế dễ dàng truy cập và truy xuất dữ liệu, phục vụ cho công tác kiểm soát, truy vết các trường hợp nghi nhiễm bệnh. Hiện nhóm sinh viên đang tiếp tục hoàn thiện một số tính năng và thiết kế của thiết bị. Dự kiến vào giữa tháng 6, nhóm sẽ hoàn tất và đưa vào sử dụng 6 thiết bị tại các cổng của trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo chương trình là thông tin về việc MSI đã giới thiệu đến tín đồ công nghệ với dòng sản phẩm laptop sáng tạo nội dung mới, với hiệu năng cao hơn đến 30% so với thế hệ trước. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi chi tiết ngay sau đây. Mẫu laptop MSI trang bị vi xử lý Intel H-Series thế hệ 11 mới nhất và card đồ họa tối đa tới NVIDIA GeForce RTX 3080 laptop. Trong những năm gần đây, MSI đã có những bước tiến vượt bậc trong phân khúc sản phẩm cho người dùng sáng tạo. Năm nay hãng hướng tới việc đưa ra những mẫu laptop đúng theo triết lý thiết kế, vẻ đẹp công nghệ. Các mẫu laptop thuộc Creator Series đều hoạt động ổn định và hiệu năng mạnh mẽ, đi cùng vẻ ngoài đầy thẩm mỹ, giúp nâng cao trải nghiệm của người dùng. Tiếp tục chương trình, mời quý khán giả sẽ cùng tìm hiểu về một số sản phẩm mới không chỉ rất hữu ích trong đời sống hàng ngày, mà còn có ý nghĩa đối với sức khỏe của người dùng nhờ được ứng dụng công nghệ hiện đại. Galaxy Watch 3 sinh ra là để trở thành món phụ kiện công nghệ mang tính thời trang. Thế nhưng, chiếc đồng hồ vẫn được tích hợp đầy đủ những tính năng hỗ trợ quá trình tập luyện và chăm sóc sức khỏe. Với các chức năng từ cơ bản như đếm bước chân, đo nhịp tim, lượng calo tiêu thụ, cho đến đo mức độ căng thẳng hay nồng độ oxy trong máu. Đặc biệt, tính năng theo dõi các bài tập sẽ giúp người dùng yên tâm tập luyện ngay tại nhà mà không cần phải đến phòng gym. Galaxy Watch 3 được tích hợp sẵn 120 chế độ và bài tập khác nhau. Nếu có nhu cầu luyện tập kỹ hơn hoặc muốn thử sức các bài tập mới, người dùng có thể mở ứng dụng Samsung Health trên điện thoại, chuyển sang tab thể dục và chọn các chương trình theo ý muốn. Ngoài ra, chiếc đồng hồ này cũng sẽ được tích hợp cả Wi-Fi và 4G thông qua eSIM, giúp người dùng có thể xem thông báo, tin nhắn hay nhận cuộc gọi mà không cần kết nối với smartphone. Sản phẩm có giá khoảng 5,5 triệu đồng và đang được bán tại các siêu thị điện máy hoặc cửa hàng của Samsung. Peloton Pilot chính là tên của sản phẩm tiếp theo mà Mua gì ở đâu muốn giới thiệu đến quý khán giả. Với mong muốn thiết bị này có thể đóng vai trò như một trợ thủ đắc lực cho việc rèn luyện thể chất ngay tại nhà, trong thời điểm chúng ta cần hạn chế ra ngoài. Kế thừa những điểm tốt nhất từ người tiền nhiệm của mình, mẫu xe đạp Peloton Pilot
vẫn sẽ có thiết kế giúp mô phỏng chi tiết hoạt động xe đạp ngoài đường trường. Trên xe cũng sẽ được trang bị màn hình cảm ứng và hệ thống loa công suất lớn. Điểm đặc biệt là màn hình có thể xoay 360 độ nhằm phục vụ cho nhiều bài tập khác như yoga. Một tính năng thông minh khác là xe đạp sẽ tự động điều chỉnh mức độ kháng lực theo từng bài tập được tích hợp, để người dùng không phải tốn thời gian điều chỉnh bằng tay. Ngoài ra, xe còn hỗ trợ đồng bộ với Apple Gym Fit và Apple Watch để đo các chỉ số sức khỏe. Peloton Pilot hiện đang được bán trên trang chủ của Peloton với giá 58 triệu đến 70 triệu đồng. Quý khán giả cần trả thêm một khoản phí tương đương 930.000 đồng mỗi tháng để có thể truy cập vào kho dữ liệu của Peloton, với lượng bài tập khổng lồ được thực hiện bởi các huấn luyện viên giàu kinh nghiệm. Thưa quý vị, thuật ngữ Gen Z được sử dụng để nói về thế hệ học sinh, sinh viên và những nhân viên văn phòng trẻ tuổi. Năng động và luôn bắt kịp xu thế với các xu hướng mới, nên những quý khán giả này luôn có yêu cầu rất cao khi chọn mua các thiết bị công nghệ. Và ở phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ Hồng Loan và điểm qua những tiêu chí hàng đầu của Gen Z khi lựa chọn một chiếc laptop. Là một Gen Z cho nên Hồng Loan cũng hiểu mong muốn của một Gen Z khi lựa chọn cho mình một chiếc laptop để đồng hành khi đi làm. Thứ nhất, cấu hình phải mạnh để mình có thể xử lý công việc nhanh, gọn, hiệu quả. Cái thứ hai đó là về phần thiết kế. Thiết kế thì phải nhỏ gọn để mình có thể xách đi mọi lúc mọi nơi. Và ngoài ra thì phải độc đáo nữa. Nghe qua thì có vẻ đây là những yêu cầu khá là nhiều cho một chiếc laptop đúng không mọi người? Nhưng mà hiện tại thì Loan đã biết có một chiếc laptop trên thị trường đáp ứng đầy đủ tất cả những tiêu chí trên. Đó chính là chiếc Asus Zephyrus G14 phiên bản 2021. Và ngay bây giờ thì Hồng Loan sẽ cùng với tất cả các bạn chúng ta sẽ trải nghiệm thử chiếc laptop này nhé. Hầu hết công việc của các bạn Gen Z ngày nay đều phải xử lý trên laptop, đặc biệt là công việc của các bạn như là sáng tạo nội dung, lập trình viên hoặc là thiết kế đồ họa, thì các bạn luôn luôn phải có bên mình một chiếc laptop. Và chiếc laptop đó phải có cấu hình đủ mạnh để giúp cho các bạn có thể xử lý được công việc một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất. Về điểm này, Zephyrus G14 hoàn toàn có thể đáp ứng tốt và là rất tốt với con chip AMD Ryzen 9 5900HS. Đây là một trong những vi xử lý mạnh mẽ nhất thuộc dòng sản phẩm của AMD. Bên cạnh đó là RAM 16GB, khăn màn hình GeForce RTX 30606 GB và ổ cứng 1TB SSD. Do đó, G14 sẽ giúp người dùng sử dụng hiệu quả các phần mềm chuyên ngành như là Premiere, Code, Illustrator, 3D Max. Một trong những tiêu chí để Gen Z có thể lựa chọn một chiếc laptop đó chính là khả năng hiển thị của màn hình, bởi vì màn hình là nơi thể hiện sức mạnh phần cứng của máy và truyền tải hình ảnh trực tiếp đến với mắt của người dùng. Do đó, nếu như một chiếc laptop có thể hỗ trợ được tốt về vấn đề này thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người tin chọn. Và Zephyrus G14 là một chiếc máy có màn hình đẹp với tấm nền viền siêu mỏng, độ phân giải 2K cùng tốc độ quét hình lên đến 120Hz. Quan trọng hơn cả là khả năng hiển thị màu sắc đạt mức 100% sRGB, 100% bản màu DCI P3. Điều này rất cần thiết cho các bạn đang làm công việc như thiết kế chuyên nghiệp, cần đến độ chính xác cao về màu sắc. Bên cạnh công việc thì Gen Z cũng có nhu cầu giải trí rất cao, ví dụ như là xem phim, là nghe nhạc, mình thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Thì đối với Asus G14 này á, thì như hồi nãy Lan có chia sẻ về khả năng hiển thị của màn hình thì hoàn toàn có thể đáp ứng được. Khi mà chúng ta xem phim thì hình ảnh nó sẽ chân thật nhất. Còn đối với phần nghe thì dàn loa của G14 rất êm tai và đều. Vì vậy có thể giúp cho chúng ta có thể cảm nhận được âm thanh nó một cách sống động và chân thật nhất. Chúng ta có thể nghe nhạc nào hoặc là xem phim và cảm giác như là mình đang ở trong bộ phim đó vậy đó. Ngoài ra, máy có hỗ trợ kết nối Wi-Fi 6 cho duyệt web ổn định, tải phim, nhạc nhanh chóng, giúp trải nghiệm của người trẻ không bị gián đoạn. Nhưng các bạn cũng đừng quên là phải sử dụng máy trong một môi trường các mạng Wi-Fi hoặc là 3G, 4G ổn định đó nha. Và tiêu chí cuối cùng cũng là tiêu chí mà Loan thường để ý nhiều nhất khi lựa chọn laptop, đó chính là về phần thiết kế. Đối với Gen Z thì thường các bạn sẽ không ngồi yên một chỗ, các bạn sẽ thích di chuyển, ví dụ như là xách laptop đi làm việc ở quán cà phê, làm ở văn phòng, làm ở nhà. Thành ra là sự linh động và sự nhỏ gọn của thiết kế luôn là tiêu chí hàng đầu. Chiếc laptop Asus G14 này chỉ có 1,58kg thôi, hoàn toàn để các bạn có thể dễ dàng xách đi mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra thì thiết kế của máy được làm từ hộp kim nhôm và magie. Thành ra các bạn để ý là thiết kế của máy nhìn rất là hiện đại, cá tính và độc đáo.
Và phần nữa, khi mà Lan nói về chiếc laptop Asus G14 này mà Lan rất là thích và nó là ngạc nhiên nhất khi mà nhìn thấy chiếc máy, đó chính là có một cái màn hình LED mini như thế này, gọi là Anime Matrix. Đối với Gen Z thì việc thể hiện cá tính cá nhân thì các bạn sẽ rất là thích. Và đây là nơi để các bạn có thể thể hiện được bản sắc riêng của mình. Các bạn có thể sáng tạo những nội dung mà các bạn yêu thích và để hiển thị ở trên đây. Mọi nhu cầu từ học tập, làm việc cho tới giải trí của Gen Z đều ở cường độ rất cao, vì vậy cần một chiếc laptop có đủ dung lượng pin. Và Asus G14 hoàn toàn có thể đáp ứng điều này khi các bạn sử dụng liên tục 6 tiếng mới cần phải sạc lại. Tổng kết lại là Gen Z luôn mong muốn hướng đến một cuộc sống đơn giản hơn, vì vậy mà tất cả những sản phẩm Gen Z lựa chọn phải có tính đa di năng và ngoài ra đó là sự phá cách. Và đối với Lan thì chiếc Asus Zephyrus G14 phiên bản 2021 hoàn toàn có thể đáp ứng được những yêu cầu của thế hệ này. Những thông tin hữu ích trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Quý khán giả có thể theo dõi lại những nội dung mà mình quan tâm tại kênh Facebook và YouTube của Mua Gì Ở Đâu. Còn bây giờ xin chào và hẹn lại quý vị trong chương trình vào ngày mai cũng trên kênh HTV7.